Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương cho gần 300 đại biểu là các cán bộ, phường, xã của thành phố Huế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với chương trình kế hoạch cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó có thành phố Huế. Việc học Bác sẽ góp phần quan trọng để thay đổi nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Về mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh sự góp cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tinh thần nghị quyết số 54 NQTVĐ đã được hiện thực hóa đi vào cuộc sống với những kết quả quan trọng. Hiện nay, nhiều dự án chương trình quan trọng được triển khai trên địa bàn tỉnh làm chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị. Mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương đã và đang được hình thành trên cơ sở những cơ chế đặc thù. Với vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh, thành phố Huế cần thực hiện nhiều phần việc hơn nữa, trong đó quan trọng là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển mô hình kinh tế có giá trị cao, vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào của tỉnh, thành phố phát động để góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 theo kế hoạch.